giá cao tại giải vô địch U23 quốc gia. Đây là các cầu thủ của Thái Nguyên sẽ xuất phát trong đội hình chính trong ngày hôm nay với số 2 Nguyễn Thị Trà My, số 3 Nông Thị Yến, số 5 Kim Hằng, số 9 Quý Hương, số 16 Đặng Thị Hồng, số 20 Hồng Thanh và đội trưởng libero Hoàng Thị Thanh Nhã. Cầu thủ mang áo số 14, huấn luyện viên của Thái Nguyên đó là bà Phạm Thị Hà. Và đây là các cầu thủ của binh chủng thông tin trong set đấu đầu tiên ở trận đấu này. Không có sự thay đổi so với trận đấu trước, với truyền hai Vân Anh, số 5 Như Quỳnh, đội trưởng Bích Huệ, số 6 số 14 Phạm Quỳnh Hương, số 16 Thảo Hương, số 20 Phương Thùy và libero số 4 Ngô Thị Sương. Huấn luyện viên của binh chủng thông tin đó là ông Nguyễn Trọng Linh. Có thể thấy huấn luyện viên Phạm Minh Dũng, người ngồi dưới cùng ở phía bên tay phải, huấn luyện viên đội 1 của binh chủng thông tin, người cũng đã có mặt tại nhà thi đấu Bắc Cạn trong ngày hôm nay. Hôm qua là các cầu thủ ở đội 1 đến cổ vũ cho những cầu thủ của U23 binh chủng thông tin. Và giờ thì trận đấu bắt đầu với pha phát bóng của Vân Anh. Rất mạnh. Bóng cắm với tốc độ nhanh của một cái tên rất quen thuộc của Thái Nguyên, số 16 Đặng Thị Hồng, người luôn thi đấu nổi bật trong những trận đấu vừa qua. Và ở trận đấu này cũng vậy, chắc chắn Đặng Thị Hồng sẽ là cầu thủ được chú ý nhiều nhất trên sân. Và cung bóng cao nhảy phát bóng. Phương Thủy. Điểm cho Thái Nguyên 2-0. Các khán giả đang cổ vũ cho Thái Nguyên vô cùng nhiệt tình. Thêm một điểm nữa cho Thái Nguyên. Trong đội hình của Thái Nguyên có hai cầu thủ quê ở Bắc Cạn, đó chính là số 16 Đặng Thị Hồng và đội trưởng libero Hoàng Thị Thanh Nhã. Chính vì vậy các cầu thủ của Thái Nguyên luôn được sự cổ vũ cực kỳ nhiệt tình trên các khán đài tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Cạn lần này. Pha phát bóng ra ngoài của Đặng Thị Hồng, 1-3. Một đường chuyền hai quá sát lưới. Điểm cho binh chủng thông tin, 2-3. Cho Thái Nguyên. Sức nóng trên các khán đài với lượng khán giả đông đảo đến theo dõi trận đấu này. Và gần như tất cả với phần đông khán giả có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Cạn đang cổ vũ cho Thái Nguyên. Phát bóng ra ngoài. Đổi phát bóng cho thông tin. 3-4. Và phát bóng của Thảo Hương. Bóng ra ngoài. Những tình huống phát bóng hỏng liên tiếp của cả hai đội.
Một pha đập bóng lách chắn dọc biên rất tốt của Phạm Quỳnh Hương. Đội trưởng Bích Huệ thực hiện pha phát bóng. Bóng ngoài. Bóng hướng vào vị trí của Đặng Thị Hồng. Nhưng đó là pha phát bóng hơi mạnh của Bích Huệ. Nguyễn Thúy Hương. Bóng vẫn tìm đến vị trí số 4 của Phạm Quỳnh Hương trong những đường truyền hay của Vân Anh. 5-6. Phát bóng ra ngoài rồi. Các cầu thủ Thông Tin chủ động thực hiện những pha phát bóng khó trong những lượt phát bóng vừa qua. Tuy nhiên đó đều là những tình huống thiếu độ chính xác cần thiết. Phát bóng của Nông Thị Yến. Tấn công nhanh từ vị trí số 3. Tình huống đặt điểm về cuối sân nhưng không chính xác của Phương Thủy. Pha phá bóng của Trà My. Pha chắn bóng tốt của cầu thủ Thái Nguyên. Thêm một điểm nữa. Khoảng cách 3 điểm đã được thiết lập cho Thái Nguyên. Một pha lên nhanh của Thảo Hương. Đổi phát bóng cho Thái Nguyên. Mỗi khi bóng đến vị trí của Đặng Thị Hồng thì không khí trong nhà thi đấu lại vô cùng sôi động. 17. Sẽ tiếp tục lại là tình huống tung bóng cao nhảy phát bóng của Đặng Thị Hồng. Các cầu thủ ở hàng sau bắt bước 1 sẽ phải rất tập trung. Đường truyền 2 sát lưới. Thêm một điểm nữa cho Thái Nguyên. Một giải đấu tổ chức tại Bắc Cạn và cũng có thể coi Thái Nguyên là đội chủ nhà. Với những cầu thủ quê gốc ở Bắc Cạn như Đặng Thị Hồng, Thanh Nhã. Trong cuộc đập bóng ra ngoài nhưng trọng tài xác định là bóng đã chạm vào tay chắn của cầu thủ Thái Nguyên. Lần này thì binh chủng Thông Tin đã ngắt được mạch lên điểm. 8-11. Chắn bóng tốt. Có một cầu thủ theo chắn trong tình huống này nhưng đó là pha phán đoán tốt với tình huống tấn công nhanh ở vị trí số 3. Pha
đập bóng không thành công của Hồng Hạnh. 9-11. Không kịp lót chắn rồi. Một đường truyền hài được thực hiện từ libero của Minh Trùng Thông Tin, Lê Tú Huy. Giải đấu mà Minh Trùng Thông Tin có hai cầu thủ libero, số 4 Ngô Thị Sương và số 10 Lê Tú Huy. Bóng ra ngoài rồi. Một đường truyền hài không tốt. 12-10 cho Thái Nguyên. Và phát bóng của Bùi Phạm Hồng Hạnh. Lại là một đường truyền hài không tốt nữa từ Vân Anh. Đường truyền hài của hai đội đang khá chệch choạc. Đổi phát bóng cho Thông Tin, 11-12. Và ngay lập tức huấn luyện viên Trọng Linh đã thay đổi vị trí truyền hài. Khánh Huyền vào sân thay cho Vân Anh. Sang phần sân của Binh Chủng Thông Tin. Những tình huống liên tiếp mà các cầu thủ ở vị trí truyền hài đều chưa có được những đường truyền tốt. Bóng trong sân. Pha đập bóng chéo sân của Phạm Quỳnh Hương. Ra ngoài. 13 đều. Sau tình huống vừa rồi thì huấn luyện viên Phạm Thị Hà của Thái Nguyên đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Chạm chắn đổi hướng. Điểm cho các cầu thủ Thông Tin. Giờ thì Thông Tin đang vươn lên dẫn trước trong set đấu này. Bóng ngoài. Một tình huống 50-50. Và trọng tài xác định là bóng ra ngoài sân. 14 đều. Bóng bạt chắn ra ngoài. Một vị trí tốt, một không gian
thuận lợi cho pha đập bóng của Quỳnh Hương. Chuyền hai bên phía Thái Nguyên. Trà My đã có một pha đẩy bóng về cuối sân. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Quan sát nhanh và đó là tình huống xử lý quyết đoán của Trà My. Bóng ra ngoài rồi. Vậy là trọng tài xác định đó là điểm cho Phương Thủy. Bóng cầm, tình huống lách chắn. Vẫn là những pha đập bóng tốc độ rất nhanh của Đặng Thị Hồng. Những vị trí tấn công sở trường của chủ công bên phía Thái Nguyên. Tấn công nhanh. Một tình huống gây bất ngờ cho các tay chắn của Thái Nguyên. Ra đúng vị trí của huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh. Tình huống bóng chạm chắn ra ngoài. Một set đấu giằng co. Và giờ lại là cơ hội cho những tình huống phát bóng của Đặng Thị Hồng. Bóng bật lưới. Đó là điểm số may mắn dành cho Thái Nguyên. Đây sẽ là loạt điểm tăng tốc rất quan trọng của trận đấu này. Và huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Cho Thái Nguyên. Bóng ngoài rồi. Phát bóng cho bên chủ thông tin. Dẫn điểm là một tình huống mà các thủ Thái Nguyên không được điểm. Trọng tài xác định là bóng ra ngoài. Đây là tình huống mà bóng chạm lưới chứ không chạm vào tay chắn của các cầu thủ thông tin. Bước một không tốt và các cầu thủ đội tuyển thông tin lại vươn lên. Huấn luyện viên Phạm Minh Dũng
của đội 1 câu lạc bộ binh chủng thông tin Trường Thừa Bình Phước ngày hôm nay có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu này. Tình huống chắn đôi thành công. Những điểm số liên tiếp rất quan trọng cho các thủ binh chủng thông tin ở thời điểm này, khi mà Đặng Thị Hồng đang ở hàng sau. Có điểm tiếp theo dành cho cầu thủ binh chủng thông tin. Chúng ta xem lại pha tranh chấp trên lưới này. Cách biệt 3 điểm và đây là cơ hội cho binh chủng thông tin. Tấn công từ hàng sau. Pha lấy đà và bật nhảy rất bình tĩnh của Đặng Thị Hồng. Sức bật tốt và tốc độ trong pha đập bóng vẫn là rất ấn tượng. Bóng vẫn trong cuộc. Không có vị trí đánh bóng tốt. Thời điểm quan trọng và những tình huống chuyền hai lúc này phải thực sự ổn định và chính xác. Một tình huống mà Quỳnh Hương có lẽ nên thực hiện an toàn thì không có được vị trí tốt nhất để đập bóng. Cơ hội để cân bằng tỷ số cho các cầu thủ Thái Nguyên. Tấn công hàng sau. Và đánh bóng của Đặng Thị Hồng đang ở hàng sau. Chủ công của Thái Nguyên vẫn biết cách để ghi những điểm số quan trọng cho đội bóng của mình. Hai mươi hai đều. Thời điểm quan trọng thì những sai sót như thế này sẽ càng khiến cho các cầu thủ trẻ của binh chủng thông tin đối mặt với những áp lực và xử lý thiếu chính xác của libero bên phía binh chủng thông tin. Như vậy là bóng đúng vào góc sân. Điểm cho binh chủng thông tin 23 đều. Đường chuyền hai sau đầu lần này là tốt của Khánh Huyền.
cho Thái Nguyên. Và đây là cơ hội để kết thúc trận đấu đầu tiên. Pha đá bóng từ vị trí số 4 của Thúy Hương. Loạt điểm tăng tốc quan trọng ở set đấu đầu tiên này thì các cầu thủ binh chủng thông tin lại là những người mắc lỗi, và đặc biệt là những pha bước một. Hơn nữa nó lại đến từ những tình huống xử lý thiếu chắc chắn của libero bên phía binh chủng thông tin. Và Thái Nguyên đang vươn lên dẫn trước trong trận bán kết thứ hai. Chúng ta cùng trở lại với trận bán kết thứ hai nội dung nữ của giải U23 vô địch quốc gia năm 2024, trận đấu giữa Thái Nguyên và binh chủng thông tin. Đây là những diễn biến của set đấu thứ hai khi câu lạc bộ Thái Nguyên đang dẫn trước 1-0 trong trận đấu này. Bóng bật lưới. Và trọng tài xác định đó là lỗi hai chạm. Bóng ra ngoài rồi, hai điểm liên tiếp cho binh chủng thông tin. Rất khó chịu. Libero đội trưởng Thành Nhã đã có một pha phán đoán không thật tốt. 3-0.
phần sân của binh chủng thông tin. Đổi phát bóng một bàn. Tình huống phạt bóng tốt của Đặng Thị Hồng đã giúp Thái Nguyên có thêm một điểm nữa. Điểm số liên tiếp cho Thái Nguyên và những điểm số của đội bóng này vẫn đang khiến cho không khí tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Cạn trở nên vô cùng sôi động. Bóng vẫn trong cuộc. Đường chuyền hai sau đầu và chắn bóng tốt. Đặng Thị Hồng đập bóng ra ngoài. Tình huống tấn công từ hàng sau. Ra ngoài sân, một tình huống đập bóng chéo sân không chính xác. 5-3 cho binh chủng thông tin. Không ai đón bóng. Điểm cho binh chủng thông tin. 9 điểm đã trôi qua và các đội đều có những khoảng lượt điểm 3 điểm liên tiếp. Hai tình huống đập bóng liên tiếp của Quỳnh Hương. Lần này thì bóng chạm lưới và ra ngoài. Bóng chạm chắn. 5-6 cho các cầu thủ Thái Nguyên. Phạt bóng quá mạnh. Bảy năm cho các cầu thủ binh chủng thông tin. Đặng Thị Hồng. Đây cũng là một tình huống khá may mắn khi bóng bật mép lưới. Tiếp những tình huống chắn bóng
hiệu quả ở vị trí số 4 theo hướng tấn công của cầu thủ thông tin. Đã có sự thay đổi bên phía đội hình của binh chủng thông tin. Phan Kim Chi được đưa vào sân, vẫn kịp lót chắn. Tình huống xử lý lỏng tay tốt của Hồng Hạnh. Không phải, đó là pha xử lý của Thúy Hương. Vẫn trong cuộc. Lần này thì các cầu thủ hàng sau của thông tin đã cảnh giác với pha tấn công của truyền hài Trà My. Bóng tăng. Có được những vị trí chuyền bóng tốt, Trà My đã thi đấu khá tốt trong tình huống vừa qua. Pha phá bóng của Kim Hằng. Bóng rơi vào khoảng trống ở giữa sân, không một cầu thủ nào theo kịp. Điểm số thứ 8 cho thông tin. Bóng không vượt qua được các tay chắn của thông tin. Chín đều. Bóng rất mạnh. Vẫn là Đặng Thị Hồng. Những tình huống tấn công hàng sau. Đó là những đường truyền hài ổn định của Trà My, cầu thủ sinh năm 2005. Và sau tình huống vừa rồi thì huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Và bỏ nhỏ thông minh của Bình Huệ. Đặng Thị Hồng đã ở hàng trên. Và bóng đến vị trí sở trường của Đặng Thị Hồng.
Các cầu thủ Thái Nguyên đang cố gắng duy trì lợi thế về điểm số vào lúc này. 13-10. Có đầy đủ thời gian để triển khai một tình huống tấn công tốt và điểm cho Binh Chủng Thông Tin. Và chạm bóng rất tinh tế của Trà My. Một trận đấu mà chuyền hai, Trà My đã có những pha xử lý rất hiệu quả. Tấn công từ đường truyền hai, những pha quan sát nhanh và đẩy bóng về góc sân của Trà My. Bước một không tốt. Bóng lọt chắn. Thêm một điểm nữa cho các cầu thủ Thái Nguyên. Vẫn còn. Một pha bóng giằng co. Đó là tình huống mà Trà My đã cố gắng để lót chắn. Tình huống mà Vân Anh đã phải dùng chân để cứu bóng. Điểm cho cầu thủ Thái Nguyên. Giờ đến lượt phát bóng của Đặng Thị Hồng. Vẫn trong cuộc. Nỗ lực cứu bóng rất tốt của cầu thủ Thái Nguyên. Đặng Thị Hồng hàng sau. Không được rồi. Một tình huống mà Đặng Thị Hồng đã không thể giúp Thái Nguyên ghi điểm sau những nỗ lực cứu bóng tuyệt vời của các cô gái trẻ câu lạc bộ Thái Nguyên. 13-16. Xử lý liên tiếp không tốt của Đặng Thị Hồng. Và huấn luyện viên của Thái Nguyên đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý.
thì các cầu thủ Thái Nguyên đã ngắt được mạch lên điểm của đối thủ với một pha tấn công từ vị trí phụ công. Sự thay đổi người bên phía các cầu thủ Thái Nguyên. Lò Thị Đào được đưa vào sân. Và cầu thủ này sẽ là người thực hiện những tình huống phát bóng tiếp theo cho Thái Nguyên. Bóng đi với tốc độ tốt. Đổi phát bóng 15-17. Trong trận đấu này, chuyền hai Trà My của Thái Nguyên có những pha xử lý như vừa rồi, những tình huống gây bất ngờ cho các tay chắn và hàng sau của binh chủng thông tin. Kim Hằng phát bóng, chắn bóng tốt. Các tay chắn của Thái Nguyên đang theo sát vị trí số 4 của Phạm Quỳnh Hương. Lần này thì bóng ra ngoài. Mặc dù bóng không vượt qua được các tay chắn, nhưng đó là tình huống đi với tốc độ nhanh. Bóng bạt chắn 16-19. Loạt điểm tăng tốc đang có cơ hội thuộc về Thái Nguyên. Pha phát bóng của Vân Anh. Một đường chuyền đưa bóng đi sát lưới. Không thể trách được libero của binh chủng thông tin. Tình huống tấn công nhanh từ vị trí số 3. 17-20. Đặng Thị Hồng liên tiếp không có được những pha bóng tốt. Bóng đi quá ngắn. Lỗi phát bóng của Phạm Quỳnh Hương. Bóng của Nông Thị Yến. 21-18. Những điểm số thuận lợi vẫn đang thuộc về Thái Nguyên ở set đấu thứ hai này. Chắn bóng tốt. Lại là một tình huống mà những đường chuyền hai của các cầu thủ binh chủng thông tin đẩy đồng đội vào một thế tranh chấp trên lưới. Không có được những không gian tốt để đập bóng cho Bích Huệ ở những pha bóng liên tiếp. 22-18. Và huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh lại một lần nữa phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý.
điểm số vừa qua của thông tin đều đến từ những vị trí phụ công. Như Quỳnh được đưa vào sân. 19-22. Khoảng cách 3 điểm vẫn là một khoảng cách an toàn cho Thái Nguyên. Và họ cũng cần 3 điểm nữa để kết thúc set đấu thứ hai này. Đó là một đường chuyền hài tốt từ đội trưởng libero của câu lạc bộ Thái Nguyên, Thanh Nhã. Và lần này thì Đặng Thị Hồng đã không mắc một sai sót nào. Pha phối hợp tấn công ghi điểm của hai cầu thủ quê Bắc Cạn. Phát bóng ra ngoài. 20-23. Một tình huống mà Trà My chủ động phát bóng khó để điểm rơi ở cuối sân. Những pha xử lý thiếu an toàn của cầu thủ Thái Nguyên. Lưới của đội trưởng Bích Huệ. Ở thời điểm quan trọng như thế này, bất kỳ một sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá. Khoảng cách 3 điểm trở lại với các cầu thủ Thái Nguyên. Và đây sẽ là tình huống phát bóng của Đặng Thị Hồng. Bóng vào lưới. Điểm số quyết định trong set đấu thứ hai đã thuộc về các cầu thủ Thái Nguyên. Tỷ số nâng lên 2-0. Một thế trận rất tốt cho các cầu thủ Thái Nguyên ở trong trận bán kết thứ hai này. Họ đã vươn lên dẫn trước với những điểm số hết sức thuận lợi ở trong hai set đấu vừa qua.
Chúng ta sẽ cùng trở lại với set đấu thứ 3, trận đấu giữa Thái Nguyên và binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước tại giải bóng chuyền U23 vô địch quốc gia 2024. Đây là set đấu thứ 3 và các cầu thủ Thái Nguyên đang dẫn trước 2-0. Trận đấu bắt đầu với điểm số dành cho Thái Nguyên và đập bóng của Đăng Thị Hồng ở vị trí số 4. Rất nhịp nhàng từ các cầu thủ Thái Nguyên, nhưng đó lại là pha xử lý không tốt của chuyền hai Vân Anh. Một tình huống mà Vân Anh đã đứng chọn vị trí tốt để có thể lót chắn nhưng lại đỡ hụt. Bóng ngoài rồi, và phát bóng ra ngoài sân, điểm đầu tiên cho binh chủng thông tin. 1-2. Trước khi rời sân, bóng đã chạm vào tay của Quỳnh Hương. 3-1. Bước 1 không tốt. Một vị trí xa lưới để đập bóng. Vẫn còn. Không được rồi. Như vậy vẫn còn. Một pha bóng răng cò. Lần này thì bóng chạm chắn. Cuối cùng thì các cầu thủ thông tin cũng đã giành điểm trong một pha bóng bền. Chắn bóng tốt. 3 đều cho binh chủng thông tin. Bên phần sân của các cầu thủ binh chủng thông tin có một gương mặt mới đã được đưa vào sân, đó là số 11 Trần Phương. Bóng ra ngoài. Pha xử lý bóng dài của Trần Phương. Bước 1 không tốt. 5-3.
là tình huống mà các tay chắn của Thái Nguyên đã phán đoán tốt. 6-3 cho các cầu thủ Thái Nguyên. Bóng ra ngoài. Pha đập bóng không thành công của Phương Thùy. Hai tình huống liên tiếp không thể có điểm cho các cầu thủ Thông Tin từ vị trí số 4. Tỷ số đã là 8-3. Thời gian hội ý cho hai đội, cách biệt lúc này là 5 điểm. Lần này thì các cầu thủ Thông Tin đã ngắt được mạch lên điểm của đối thủ. Bóng đến vị trí số 2 của Bích Huệ. 4-8. Lại là một tình huống xử lý với tầm quan sát tốt của kênh truyền hai bên phía Thái Nguyên. Bóng lọt chắn và ghi điểm của Phương Thủy. Tình huống vừa rồi phải kể đến pha phòng thủ đầy cố gắng của Quỳnh Hương. Chắn tốt, những điểm số liên tiếp cho các cầu thủ Thông Tin. Khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn xuống còn 6-8. Huấn luyện viên của câu lạc bộ Thái Nguyên, bà Phạm Thị Hà đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Vẫn còn. Pha đập bóng tốt ở hàng sau của Đặng Thị Hồng. Những set đấu vừa qua, Thái Nguyên không chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào Đặng Thị Hồng mà còn có sự san sẻ ở những mũi tấn công khác. Bóng chạm chắn đổi hướng. Đổi phát bóng cho Thông Tin. 7-9.
tiếp bóng trong tư thế với, không thể có được một đường truyền tốt dành cho Quỳnh Hương. 17 cho Thái Nguyên. Không kịp rồi. Đó là pha xử lý tốt từ hàng sau của Bích Huệ. Vẫn kịp phòng thủ. Bóng ra ngoài, không hề chạm chắn. Và đây là cơ hội để các cầu thủ Thông Tin cân bằng tỷ số. Cách biệt chỉ còn một điểm mà thôi. Một trong những thành công của U23 Thái Nguyên cho đến thời điểm này tại giải, đó là đội bóng này sở hữu một vị trí truyền hai khá ổn định. Trà My vẫn đang chơi tốt và hiệu quả. Không kịp rồi. Điểm cho Thái Nguyên. Không chạm chắn. Pha lách chắn không thành công khi bóng ra ngoài. Một tình huống đập bóng dọc biên của Quỳnh Hương. Vẫn là cầu phát bóng của chuyền hai câu lạc bộ Thái Nguyên, Ngô Thị Trà My. Phát bóng tốt, điểm rơi dính vạch. Rất hiểm hóc. Và phát bóng khó chịu của Trà My. Được một không tốt. Những pha phát bóng đa dạng, khó chịu và vô cùng hiệu quả. Những tình huống thay đổi quả ngắn quả dài. Và các cầu thủ hàng sau của Thông Tin vẫn đang gặp rất nhiều vấn đề ở khâu bước 1. Đó là tình huống lỗi dính bóng. Như vậy trọng tài xác định đó là lỗi hai chạm. Đó là đường truyền hai của Đặng Thị Hồng.
không kịp. Hai điểm liên tiếp cho binh chủng thông tin. Đặng Thị Hồng đang ở hàng trên và các cầu thủ Thái Nguyên cần phải tận dụng thời điểm này. Pha bỏ nhỏ tốt của Đặng Thị Hồng. Và giờ thì Đặng Thị Hồng, chủ công của Thái Nguyên, đã chuyển xuống hàng dưới với những pha phát bóng. Liên tiếp những tình huống xử lý tốt từ các cầu thủ bám chắn bên phía câu lạc bộ Thái Nguyên. Khoảng cách điểm tiếp tục được gia tăng. Những tình huống bước một không tốt đang khiến cho đội hình của binh chủng thông tin tỏ ra rất lung tung. Lần này thì bóng không qua lưới. Đổi phát bóng cho thông tin. 12-17. Đập bóng từ hàng sau của Đặng Thị Hồng vẫn còn không được rồi. Bóng ra ngoài, không hề chạm chắn. Thêm một điểm nữa cho các cầu thủ thông tin. Các cầu thủ thông tin đang dần lấy lại thế trận. Đó là những tình huống tự đánh hỏng của các cầu thủ tấn công bên phía Thái Nguyên mà thôi. Bóng tốt, điểm rơi ở cuối sân. 15-17. Khoảng cách chỉ còn 2 điểm mà thôi. Đây là cầu phát bóng rất thuận lợi của Quỳnh Hương. Bóng ngoài. Tấn công ở hàng sau không thành công. Cách biệt chỉ còn một điểm mà thôi. Cần một khoảng thời gian hội ý cho các cầu thủ Thái Nguyên. Cơ hội cho thông tin để cân bằng tỷ số. Bóng chạm chắn ra ngoài và 17 đều. Cầu phát bóng với rất nhiều điểm cho thông tin từ Phạm Quỳnh Hương.
bóng ra ngoài. Lần này thì Quỳnh Hương phát bóng hơi dài, nhưng đó cũng là cầu phát bóng rất tốt dành cho các cầu thủ binh chủng thông tin. Mười tám đều, giờ là loạt điểm vô cùng quan trọng cho hai đội. Bước một không tốt với một vị trí chuyền bóng sát lưới của Trà My. Không qua lưới rồi. 20-18 và đây là cơ hội cho các cầu thủ thông tin. Một set đấu mà thông tin bị dẫn trước rất sâu, nhưng giờ đã trở lại và vươn lên. Một tình huống lách chắn tốt của Bình Huệ. Điểm cho thông tin. Điểm số thứ 21 trong set đấu này. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha bóng lỏng tay, ghi điểm của Thúy Hương. Đập bóng tốt từ hàng sau. Phía trước là những điểm số quan trọng để có thể hướng tới những set point cho binh chủng thông tin. Và phát bóng của Phương Thùy. Tốc độ đập bóng rất nhanh của Đặng Thị Hồng. Đây là tình huống đập bóng trên chắn. Như vậy là bóng đã chạm chắn và đổi hướng. Và phát bóng của Nông Thị Yến, cầu thủ 20 tuổi. Những pha lách chắn vô cùng hiệu quả của binh chủng thông tin. 23-21.
Và đây là cơ hội để kết thúc set đấu này cho binh chủng thông tin. Vẫn còn những cơ hội phía trước cho binh chủng thông tin để có thể kết thúc set đấu này. Những set đấu mà họ không được phép mắc sai lầm khi đã để thua, để dẫn trước 0-2. Pha phát bóng của Chami. Đánh hụt bóng, đường chuyền hơi cao của Vân Anh. Một tình huống tấn công nhanh vị trí số 3 nhưng lại là một đường chuyền có vẻ như là không khớp với pha di chuyển của Thảo Hương. 2-3, 2-4. Như vậy là Khánh Huyền vào sân thay cho Vân Anh. Như vậy là bóng chạm cột anten. Bóng đã chạm vào cột anten với đường biên đứng trên sân. Đúng là như vậy. 24 đều. Rất căng thẳng. Thái Nguyên 25-24. Đây là match point. Cơ hội để kết thúc trận đấu này cho Thái Nguyên. Tỷ số được cân bằng 25 đều. Một set đấu vô cùng căng thẳng. Cầu thủ thông tin đã bỏ lỡ những set point trước đó. Và tấn công từ vị trí số 3. Những tình huống phối hợp tốt và những pha bóng phân phối hiệu quả của chuyên hai Trà My. Có thể nói trong số 4 đội bóng vào đến bán kết thì ở vị trí chuyên hai, Trà My đang là cầu thủ nổi bật nhất trong số 4 đội bóng này. Pha bỏ nhỏ tốt của Quỳnh Hương. 26 đều. Trong set đấu thứ 3 này đã có một cầu phát bóng rất thành công của Quỳnh Hương. Bóng ngoài rồi. 27-26 cho binh chủng thông tin. Pha đập bóng mạnh nhưng thiếu đi độ chính xác. Cơ hội trở lại với thông tin ở điểm số 27 này. Và 28-26 là điểm cho cầu thủ binh chủng thông tin. Cầu phát bóng rất may mắn, rất hiệu quả của Quỳnh Hương.
Tỷ số rút ngắn xuống còn 1-2. Tận dụng những sai sót của Thái Nguyên, cầu thủ binh chủng thông tin đã trở lại vào thời điểm quan trọng nhất. Một phần nào đó sức ép và những áp lực đã được gỡ bỏ. Set đấu sắp tới cũng sẽ còn có những diễn biến hấp dẫn nữa ở phía trước. Set đấu thứ tư, trận bán kết thứ hai giữa Thái Nguyên và binh chủng thông tin. Tỷ số đang là 2-1, nghiêng về các cầu thủ Thái Nguyên. Lối bước một của Phương Thủy, điểm đầu tiên khởi đầu thuộc về Thái Nguyên trong set đấu thứ tư. Set đấu thứ ba vừa qua là một set đấu mà các cầu thủ binh chủng thông tin có thể nói là đã may mắn ở những điểm quyết định. Thái Nguyên đã có match point nhưng đã không tận dụng được cơ hội. Và những điểm số quan trọng đến với thông tin ở cuối set đấu vừa qua đều là những pha đánh hỏng từ các tay đập của Thái Nguyên. Trận đấu mà Quỳnh Hương đang chơi nổi bật nhất bên phía binh chủng thông tin. Bóng lọt chắn, điểm cho thông tin. Rời vào khoảng trống bên phần sân của Thái Nguyên. Một tình huống phối hợp tốt giữa các cầu thủ thông tin.
Rất nhiều những tình huống tự đánh hỏng của Đặng Thị Hồng trong những thời điểm cuối set đấu thứ ba. Những cơ hội đã không được tận dụng trong những điểm số quyết định. Phối hợp nhanh, rất tốt từ cao thủ Thông Tin. Một thế trận thuận lợi để Thông Tin có thể đưa trận đấu này vào set đấu thứ 5. Lần này thì bóng trong sân. Điểm cho Thái Nguyên. Tình huống phối hợp không tốt giữa các cầu thủ Thái Nguyên, rất lung tung. Một đường bóng đơn giản nhưng không một ai ra đón bóng trong tình huống này. Bóng ra ngoài, may mắn đã không thuộc về cầu thủ Thái Nguyên sau pha chạm bóng vừa rồi. Đập bóng ra ngoài. Điểm cho các cầu thủ Thái Nguyên. Và lách chắn không thành công của Bích Huệ. Bóng ra ngoài sân.
Không có tín hiệu nào của trọng tài, trận đấu vẫn tiếp tục. Lần này thì Đặng Thị Hồng đã xử lý bình tĩnh hơn, không quá vội vàng và chỉ tận dụng những pha đập bóng tốc độ của mình và đặt ngắn hiệu quả hơn cho Đặng Thị Hồng ở những tình huống vừa rồi. 5-8. Phát bóng mạnh và bóng ra ngoài. Bóng chưa qua lưới và đó là điểm cho Thái Nguyên. Khoảng cách được rút ngắn xuống còn 3 điểm trong set đấu thứ tư. Bóng ngoài sân và chưa chạm chắn. 79. Một trận đấu mà cả Đặng Thị Hồng cũng như Bích Huệ cũng đã có những pha ghi điểm rất ấn tượng từ những tình huống tấn công hàng sau. Của libero đội trưởng bên phía câu lạc bộ Thái Nguyên. Khoảng cách chỉ là 3 điểm và vẫn còn rất nhiều điểm số nữa ở phía trước trong set đấu thứ tư này. Bóng tốt, điểm rơi đúng về cuối sân. Pha phát bóng ghi điểm trực tiếp của Phương Thủy. Đổi phát bóng, 81. Đi quá thấp. Thank you.
đường đập bóng phạt chắn của Đặng Thị Hồng. 9-12. Điểm cho Thông Tin. Tình huống bóng chạm chắn khiến các cầu thủ hàng sau bị luống cuống. 13-9. Và xử lý hơi với bóng ra ngoài. Có tới 3 cầu thủ theo chắn với vị trí số 4 của Đặng Thị Hồng. Như vậy trọng tài xác định đó là điểm dành cho cầu thủ Thông Tin. Phản ứng rất gay gắt từ các huấn luyện viên hai bên, ban huấn luyện Thái Nguyên và cả huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh. 15-11, rất căng thẳng. Đẩy bóng ra ngoài rất xa. Và xử lý không tốt của Kim Hằng. Và cách biệt vẫn chỉ là 3 điểm mà thôi với những trận đấu ở lứa tuổi U23. 3 điểm không phải là một khoảng cách khó, quá khó để có thể sàn lấp. Và phạt bóng của Hồng Hạnh. Tình huống phối hợp đập chồng, bóng cắm gần vạch 3m. Tấn công hàng sau của Bình Huệ.
điểm số đã dành cho Thái Nguyên. Kim Hằng thực hiện pha phát bóng. Được một không tốt từ libero của Thông Tin. Phát bóng cho Thông Tin. Chắn bóng tốt. Loạt điểm quan trọng đang ở phía trước cho các cầu thủ Thông Tin. Và chắn tuyệt vời của hàng chắn bên phía binh chủng Thông Tin. Điểm số thứ 20 và cách biệt 6 điểm đã được thiết lập. Những cơ hội tốt để có thể đưa trận đấu này vào set đấu thứ 5. Đi với tốc độ rất nhanh và không dễ một chút nào để có thể phòng thủ thành công ở tình huống vừa rồi cho Bình Huệ. Và đập bóng hàng sau của Đặng Thị Hồng. Không qua lưới. Trên chắn của Đặng Thiệu. 17-20.
trên lưới và cầu thủ Thái Nguyên tiếp tục có điểm. Cơ hội tấn công lại dành cho Thái Nguyên. Quyết định tấn công từ đường truyền hay của Trà My. Và được đánh rất mạnh của Đặng Thị Hồng, nhưng cơ hội vẫn đang dành cho Thông Tin Phương Thượng. Vị trí sau vạch 3m. Và đó là một pha xử lý có phần thiếu an toàn của Quỳnh Hương. Mười chín hai mươi, cách biệt chỉ có một điểm mà thôi. Phát bóng ra ngoài, hai mốt mười chín. Chuyền hơi thấp của Khánh Nguyễn. Cơ hội tấn công nhưng đây là đường chuyền hay khiến đồng đội bắt nhịp không thật khớp cho pha tấn công nhanh ở vị trí số 3. Phát bóng ra ngoài rất xa. Hai tình huống liên tiếp, các cầu thủ Thái Nguyên đang phung phí những cơ hội khi tự phát bóng hỏng. Bóng lọt chắn, tới ba cầu thủ theo chắn nhưng Đặng Thị Hồng vẫn có thể ghi điểm. Đường truyền hai tốt ra vị trí của Phương Thủy, tấn công từ vị trí số 4. Một tình huống khiến cho các tay chắn của Thái Nguyên đã lên chắn hơi chậm. 23-21 và lại là cầu phát bóng của Quỳnh Hương. Bóng chạm chắn ra ngoài. 22-23. Giờ là thời điểm mà Đặng Thị Hồng sẽ thực hiện pha phát bóng quen thuộc của mình. Tình huống tung bóng cao nhảy phát bóng. Phát bóng mạnh. Không kịp rồi. Và đó điểm số thứ 24, cơ hội cho Binh Chủng Thông Tin để kết thúc set đấu này và đưa trận đấu vào set thứ 5. Vẫn còn một set point cho Binh Chủng Thông Tin.
với khoảng cách 6 điểm. Đây là những điểm số quyết định của set đấu này và họ đã để cho đối thủ cân bằng tỷ số 24 đều. Trong set đấu thứ tư này, hai set đấu liên tiếp các cầu thủ Thái Nguyên có match point, phát bóng ra ngoài 25 đều. Vân Anh vào sân ở những thời khắc quyết định thay cho vị trí chuyền hai của Khánh Huyền. Như vậy Khánh Huyền vẫn đang ở trên sân. Nhắc nhở. Tỷ số đang là 25 đều. Không khí rất căng thẳng. Thi Hồng bóng vào lưới, 3 điểm cho Thái Nguyên. Những đường bóng khiến các khán đài của nhà thi đấu tỉnh Bắc Cạn trở nên vô cùng sôi động. Match point thứ 3 cho Thái Nguyên trong trận đấu này. Số 3-1 dành cho câu lạc bộ Thái Nguyên với giải đấu tổ chức tại Bắc Cạn giống như một sân nhà của họ vậy. Và trận bán kết thứ hai đã thuộc về Đặng Thị Hồng, Trà My và những người đồng đội. Và trận chung kết của giải đấu đã gọi tên U23 Thái Nguyên.